Lực lượng vũ trang Ukraine phá hủy cơ sở chỉ huy của quân địch ở miền Nam. Bộ Tư lệnh tác chiến miền Nam của Ukraine cho biết, ngày 10 tháng 8, ở biên giới phía Nam, quân đội của họ đã đánh vào các sở chỉ huy của Nga. Bộ này cho biết, trong ngày, địch thực hiện 8 cuộc oanh kích bằng trực thăng và máy bay cường kích dọc đường liên lạc để kiểm tra các vị trí của Ukraine. Phía Ukraine nói rằng, họ đã thực hiện 6 cuộc không kích trong ngày, tấn công vào các cứ điểm, hầm chứa nhân lực, vũ khí, trang bị của địch trên địa bàn quận Berislav. Ngoài ra, máy bay ném bom tấn công 2 kho đạn và một trung tâm thiết bị khác của Nga ở quận Bastan. Theo kết quả ban đầu của các đơn vị tên lửa và pháo binh Ukraine, kẻ thù đã mất 41 tên lửa, 3 xe tăng M-Star-B, 7 thiết giáp và xe tăng. Bộ Tư lệnh tác chiến miền Nam cũng cho biết tại khu vực Novokamianka, họ đã bắn vào sở chỉ huy của Lữ đoàn Bảo vệ Bờ biển Biệt lập số 126 thuộc Lực lượng Bảo vệ Bờ biển của Hải quân Nga.